Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan hàng Nhật. Hôm nay xin giới thiệu cho các bác một mẫu đồng hồ của Citizen. Giá siêu hợp lý mà cái hình thức của nó cũng cực kỳ ok luôn. Em này thì có cái kiểu nó khác với những cái em đồng hồ trước từng có là hai cái con rối, đây tượng trưng như thế là hoàng tử với cả công chúa này đang cùng nhau lắc lư cái chuông để cho chiếc đồng hồ thêm sinh động hơn. Và đặc biệt là khi mà chồng giờ thì chiếc đồng hồ nó sẽ có 6 bản nhạc thay đổi nhau liên tục như cái clip, như cái đoạn nhạc vừa rồi các bác có nghe. Đây là bản nhạc thứ hai này. 6 bản nhạc thì họ có ghi rõ ở trên mặt đồng hồ đây rồi. Tiếng nhạc rất là hay. Mỗi bản thì cái tiếng nó sẽ khác nhau. Có bản thì sôi động, có bản thì hơi trầm một chút. Rất là ấn tượng. Cái size của em đồng hồ này là 48x27 mọi người nhá. Size khá là vừa vặn. Mất cảm biến ánh sáng đây. Ban đêm tự động ngắt chuông đêm không làm phiền giấc ngủ của mọi người. Được sản xuất tại Nhật luôn, Japan đây. Có nhiều em đời mới bây giờ thì thường được sản xuất ở các nước thứ ba, nhưng là những em đồng hồ này thì đều sản xuất tại Nhật hết. Để cho mở lại một bản nhạc cho các bác nghe. Cái bản nhạc này, cái bản này cũng là một cái bản nhạc rất là ấn tượng này. Đây là volume mình đang để chế độ to nhất nhé. Các bác mà thích nhỏ đi hoặc là không gian nhà bác nào mà muốn tĩnh đi một chút thì mình có thể vặn nhỏ bớt. Tiếng nhạc khá là to đấy. Dưới đây thì em đã giới thiệu cho các bác một em đồng hồ Citizen của Nhật nội địa. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan hàng Nhật, hoặc là có thể tham khảo ở trên website hàng Japan giá cũng như là các hình ảnh chi tiết về em đồng hồ này. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.